Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì có những thay đổi về sinh lý rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý, ngược lại có những dấu hiệu về bệnh lý lại dễ bị bỏ qua, to so ngỡ đó chỉ là sự thay đổi bình thường. Nhận biết một vài căn bệnh thường gặp ở lứa tuổi này sẽ giúp cha mẹ và bản thân trẻ đỡ hoang mang và phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe để kịp thời can thiệp. Các thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và đời sống và trang Dân trí. Trẻ thường dậy thì ở độ tuổi nào? Theo thông tin trên website chính thức của Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình, con gái sẽ dậy thì vào khoảng năm từ 10 tới 11 tuổi, con trai dậy thì trong khoảng từ 11 tới 12 tuổi, con gái thường dậy thì xong lúc 15 tới 17 tuổi, còn con trai thường dậy thì xong lúc 16 tới 17 tuổi. Tuổi dậy thì là quá trình thay đổi thể chất từ cơ thể một đứa trẻ con chuyển thành cơ thể người lớn. Quá trình dậy thì diễn ra có thể khiến bạn gặp phải nhiều biến đổi quan trọng về thể chất lẫn tâm lý, bao gồm cả những vấn đề về sức khỏe thông thường. Nổi mụn trứng cá Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Sản Khoa Nguyễn Thụy Hương Thủy, Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện 2, trong suốt giai đoạn dậy thì, hormone testosterone ở cả nam và nữ sẽ tăng lên rất nhiều nên kích thích các tuyến bã nhờn, từ đó sản sinh ra nhiều chất nhờn. Nếu chất nhờn tiết ra nhiều thì chúng sẽ trở nên dày dính và hình thành nút chặn lỗ chân lông. Vi khuẩn thường sống trong năng lông hoặc chất nhờn nên gây sưng đỏ, mưng mủ và khiến bạn gặp phải những tổn thương xấu trên da. Lúc này, mụn trứng cá cũng sẽ dần xuất hiện trên da mặt, thường gặp nhất ở khu vực chán, má, cằm. Một số người còn có mụn ở vai, lưng, ngực gây khó chịu và mất thẩm mỹ. Để trị mụn trứng cá thì điều đầu tiên là bạn cần phải đảm bảo vệ sinh da luôn sạch sẽ, không để bụi bẩn bám vào. Bên cạnh đó cũng nên duy trì một lối sống sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất để hạn chế tình trạng mụn xuất hiện trên da. Tiết mồ hôi nặng mùi, trong độ tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi sẽ hoạt động mạnh hơn và mồ hôi tiết ra cũng nhiều hơn. Khi mới tiết ra, mồ hôi không có mùi nồng. Tuy nhiên, nếu nó động lại trên da và bị các vi khuẩn khác phân hủy, thì sẽ khiến mồ hôi trở nên nặng mùi, khó ngửi. Để khắc phục tình trạng này, nên tắm rửa thường xuyên bằng nước sạch, thay quần áo mới nếu cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, tránh mặc đồ bó sát và hạn chế sử dụng các chất khử mùi. Đau đầu thường xuyên, nhiều trẻ chưa bao giờ bị nhức đầu bỗng liên tục xuất hiện những cơn đau đầu khi bước vào tuổi vị thành niên. Theo bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Bệnh viện Nguyễn Trị Phương, tần suất xuất hiện những cơn đau đầu có thể nhiều hơn khi trẻ bước sang tuổi 15. Nguyên nhân gây ra chứng đau đầu hiện còn đang tranh cãi. Những cơn đau đầu của lứa tuổi này thường do sự thay đổi đột ngột những hoạt động của các neuron thần kinh trong não hoặc sự thay đổi áp suất trong các mạch máu có nhiệm vụ cung cấp máu lên não. Một số trẻ gái tuổi dậy thì cũng cảm thấy đau đầu trong kỳ kinh nguyệt hoặc có cảm giác choáng váng khi đứng dậy. Những dấu hiệu này chỉ là sự phát triển bình thường của sinh lý lứa tuổi. Tuy nhiên, không loại trừ việc đau đầu là dấu hiệu của những thương tổn nghiêm trọng trong não như u não, áp lực trong não tăng cao, viêm màng não, viêm não, bởi đó là những căn bệnh có thể gặp ở tuổi dậy thì. Do vậy, cha mẹ cần sớm đưa con đến bác sĩ khi trẻ có các cơn đau kéo dài liên tục và có xu hướng tăng dần. Khi trẻ thường xuyên có cảm giác choáng váng lúc đứng dậy hay đi lại, thường xuyên bị đau đầu hoặc nôn mửa khi thức dậy vào buổi sáng. Da mặt xanh sao, hoa mắt chóng mặt, khoảng 20 tới 25% thiếu nữ bị thiếu máu nhược sắc, đó là biểu hiện của chứng thiếu máu do thiếu sắt. Ở tuổi vị thành niên, nhu cầu sắt ở thiếu nữ vào khoảng 2,4 mg trên ngày, gấp đôi bé trai. Tuy nhiên do chế độ dinh dưỡng không cân đối, thậm chí thiếu chất, cộng với sự mất máu khi có kinh nguyệt khiến các cô bé bị mất chất sắt. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới thiếu máu. Những em gái có vấn đề bất thường về kinh nguyệt như đã nêu trên thì tình trạng thiếu máu do thiếu sắt càng nặng hơn nữa để phòng tránh chứng thiếu máu nhược sắc, các em gái cần chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng như ăn uống đủ chất, không bỏ bữa, bổ sung thêm các thực phẩm giàu chất sắt và vitamin C trong bữa ăn, nhất là ở giai đoạn có kinh nguyệt nên bổ sung thêm thuốc chứa chất sắt phối hợp với axit folic. Quý vị và các bạn thân mến, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi đau nhức cơ bắp, gặp các vấn đề về da là những dấu hiệu của việc cơ thể chứa quá nhiều độc tố. Phát hiện và giải độc cho cơ thể như thế nào sẽ là những thông tin mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.